Làm xíu. Mày mới ra. Sir. Holy fucking shit. Chính rồi. Rồi ném đi con ơi. Ném. Cái bài pivot này mạnh nha em. Có một bài pivot mạnh lắm á. Em không sợ tại vì em siêu cô ba. What? Em có siêu cô ba nào vậy? Mới. What? Siêu cô ở nguồn chơi vậy? Gì vậy vậy? Đây đấm 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 thằng Demacia kia cho anh đi. Demacia nào? Pira cái. Có thằng siêu đẹp, có thằng Demacia á. Đấu Demacia hồi niêm á hả? Mà để em tính rồi con Nasus nữa. Siêu cô nhiều quá. Ồ, cái ấn dũng sĩ à. Oh damn man. I'm a check that. Chị lấy được cái này không? Ủa, dũng sĩ ngon vậy? Bốn dũng sĩ luôn. Gắn thêm cho con xoay dũng sĩ. Ngon. Hơn nhau cho xếp bài đúng không? Ồ, cho con Javan dũng sĩ chứ ta. Không sao, hồi nữa cái này ấn cho Javan cầm được. Dũng sĩ ngon hơn. Nãy con ngoài đánh con siêu cô xém chết nha, cẩn thận nha. Nếu được đâu siêu cô ơi, mày phải tung hoành. Cái gì vậy? Ồ, bên em á. Mẹ anh không gặp em sớm đâu em. Vigo D19. Cắm là Demacia gì mà anh đi. Nó giữ đi ra của anh rồi. Nó cái nào đó không ta? Không, em sẽ đẩy thêm một thằng nữa. Ôi, cho con ủa? Sao con gia ba lại không hai ta? Chúng con mèo chính luôn. Em, sao lại có 3 người trên phiêu ra vậy? Bởi vì khó. 4 người tới, 5 Demacia không? Được rồi, bài anh không có tăng. Ăn của anh là con Galio phải không? Có gặp em luôn rồi. Chết mày. Ấn 1% đi là thắng vậy. Ổn hết đấu thì chưa ra được ta. Được. Ủa, chưa ra 4 là hết đấu rồi mà. Ủa, gì hả? Phải không? Chưa ra 4 là hết đấu rồi. Ồ, nó đập quá. Ở cái đi, chỉ con Galio vẫn được mua à. Em bro. Rồi đó, anh top 4 rồi đó. Một thằng nào ăn chưa? Anh chưa ra kia ăn. Mới một thằng chưa ra. Trời luôn mãi với một con da bàn nữa. Tính lên 9 đó, nhưng mà lên 9 thì việc chắc là cho do. Ờ, à, không được đó. Lên 9 rồi. Hoặc là kiếm con nào sau. Last hope bro.
Hay, hay rồi. Em thắng Dominic rồi. Thắng rồi, con Zico 3 còn sống là thắng mà. Anh Di 3 làm gì được. Anh Di 2 đi. Mà bài nó đủ châu để mà xuống được tới con siêu cô của em á. Mà là sếp sao mà nó không xuống được siêu cô của em thôi. Ủa, con không có con nào tăng ơi, hả? Anh tán con Modo với lại 7 con Kira rồi. Sao phải câu quá, phải câu phải quá. Không có một con Nasus nào nữa hả? Bro Nasus này cầm đồ nhìn yếu điên. Nasus cầm đồ này nhìn yếu điên. Ồ, oh, Demacia, ồ, oh, này bài anh mà, bóng anh. Gì mua cây sơ thấp 3 rồi, dữ. Nãy bữa nay mới ra một con mua cây sơ. Mua được. Bán rồi. Thường anh bú. Mời rồi, cái nhà ai không ta? Cái sơ nó mạnh quá vậy ta? Má, mơ anh ba cái gì nhiễm thua chứ. Ê, cái gì? Ê, sao ấy, ổ tướng này. Em của anh đúng không? Ờ đúng rồi. Ủa túi đi. Anh chưa ra thua lúc này được. Anh chưa ra thua lúc này được. Cannot lose this time. Bỏ thằng siêu cô ra. Em không chết được đâu. Ồ chết đó, chết đó. Chết được đâu, 17 máu mà không chết được đâu. Chết đó. Tính thắng không chết được đâu. Không, em gặp thằng ở dưới. Giỡn, gặp thằng nó. Ủa, ở dưới là anh mà, chết rồi. Chết mẹ. Không chết đó thì chết đó. Phiêu ra của anh mạnh lắm. Đủ châu để mà xuống được tới con Suco mà. Ủa? Nó vẫn chưa chết à? Cái đi. Chết đi. Please. Pretty please. Đồ còn Ủa, một cái sao đi chợ nè anh? Shit. No. No, not true. Chết đi. Cho tao con Nasus 3 cũng được. Chết đi. Rôn vô tổ bà quá. Dục nó sớt này vẫn hay. Làm gì làm đi. Tao sẽ mua này vào đây. Phira, muốn đi, muốn sao nổi.